Tâm vừa về thêm một con Mazda 3 nữa nha anh chị Mazda 3 đời 2019 biển số 86 cái này thì bên tâm đang rút hồ sơ bởi vì chủ xe họ muốn lấy lại biển số để họ mua xe mới anh chị đừng có nghĩ mà tháo biển số che biển số nha cái này chủ xe muốn thu hồi biển số để về làm biển số định danh nên bắt buộc phải rút hồ sơ biển số của nó là 86 nha 86 là cái gì à, à phan thiết trang thiết Ninh Thuận anh chị Ninh Thuận 86 Bình Thuận Bình Thuận 86 Bình Thuận 86 Bình Thuận nha xe đẹp xe này ở thành phố anh chị à, nó đẹp gần tương đương như xe ở Bình Dương vậy đó chất xe thì Sơn Rin tâm đánh giá xe này Sơn Rin thì còn khoảng 8 90 phần trăm và vỏ thì bốn cái vỏ mới thay. ô đô thì chạy được 60 mấy ngàn chất xe thì miễn bàn À, có kèm theo xe này là một bộ ghế da bọc mới và bộ ghế da theo xe là còn nguyên rin và rất là đẹp đang bỏ ở trong cốp xe. khi mà tâm bàn giao và bán là cho theo bộ ghế da theo xe luôn nha anh chị. được lên màn hình Android, Đó, màn hình Android giải trí và dán phim cách nhiệt ghế bọc da. còn ghế da riêng theo xe vẫn còn nguyên. thường thì tâm rất là thích mua những cái xe mà ghế da riêng bởi vì cái Mazda mà mắc bộ da ghế là nó 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 dở lắm nhưng được có cái là chủ xe này họ bọc lại ghế da mới mà họ vẫn giữ ghế da theo xe để tặng theo cho mình luôn xe một đời chủ mua mới biển số 86 Bình Thuận sản xuất năm 2019 đó ở đô là 60.000 60 ngàn, 60 sáu mấy ngàn nội thất này à, bọc lại trần 5D rồi có cửa sổ trời auto một chạm cửa sổ trời auto một chạm nè anh chị thấy không đó không thủy hay gì á à, bọc cái gì cũng đỏ 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 hết xe đẹp lắm anh chị Cu lăng cũ số à, có lẫy số thể thao đề start ta top cân bằng điện tử và năm túi khí an toàn màn hình giải trí lớn xe đẹp có ga tự động glue control nữa nha. Lấy chuyển số thể thao. Cái này bên tâm bán cho anh chị là 470 nha anh chị. 470. Sản xuất 2019. Và để cho anh chị là 465 triệu ha. 2019 nha anh chị. 465 triệu. Mazda 3. Anh chị lưu ý là bộ ghế da này là cho theo một bộ ghế theo xe nữa nha cho theo bộ ghế theo xe nữa hoặc là tam sẽ bọc lại cho anh chị luôn bọc lại bộ ghế theo xe cho anh chị nếu như anh chị có nhu cầu à, không thích bộ ghế này còn nếu mà vẫn để nguyên bộ ghế này thì à, đem bộ ghế theo xe về cắt để dành xe thì còn rất là mới keo chỉ đầu là riêng hết nha anh chị nha 4 tháng đĩa ABS và được mới vô bốn cái vỏ mới luôn bốn vỏ mới là khoảng 90 mấy phần trăm á giỏ này như mới đó anh chị gần như là mới đó kêu chỉ là rin hết nha anh chị nha kêu chỉ rin hết xe thì à, tuyệt đẹp luôn Bánh dự phòng là chưa xài ha anh chị Bánh dự phòng riêng theo xe Xe này sản xuất 2019 á Cái gầm mới lắm Bô rồi nè Gầm nè Đó anh chị nhìn cái gầm là biết rồi ha Gầm rất là mới nha anh chị Bô rồi trắng tươi à Đó anh chị thấy cái bô là biết xe chạy nhiều kẻ ít ha 60 ngàn chị 60 ngàn 2019 Mới thay bốn cái vỏ Theo tâm nghĩ là vỏ này chắc là vỏ theo xe Chủ mới thay luôn Vỏ còn trên 95% Mới tin à, Nội thất nè anh chị coi nè Màn hình đâu đầy đủ ha Màn hình uh, L, Loại này là cũng xịn sò nha anh chị Nè bự nè màn hình giải trí lớn chìa khóa remote còn đủ hai cái nha tắp lô nè à, đây là con xe đẹp nha anh chị bản đủ nha nó có đầy đủ nó có lẫy chuyển số rồi nó có cửa sổ trời nó có glue control nữa xe đẹp á à, bao cho anh chị là xe chuẩn riêng nha không lỗi lầm ha keo chỉ là riêng hết à, một cái lý do mà tâm mở biển số là trả biển số này lại cho chủ cũ trả biển số lại cho chủ cũ để làm định danh chứ trước giờ cũng chưa có gặp trường hợp này bao giờ mà chủ người ta muốn lấy lại biển số thì người ta mới bán xe nên tâm trả lại luôn trả lại thì bắt buộc phải rút hồ sơ rút hồ sơ về thì anh chị mua thì đưa hồ sơ cho anh chị về bấm biển số mới ra tên nhanh gọn lẹ khỏi phải đợi nó cũng có cái hay của nó Ủa cái bộ da ghế này đâu không Bữa bỏ làm sao cấp xe mà Chúc hỏi đây mắt á Bữa có bỏ làm sao cấp xe Xe này máy mới lắm nha anh chị Máy mới tin nè à? Đây anh chị coi nè máy nè Mới Máy rất là mới Rất là ưng ý Chưa thấy dấu hiệu mở gỡ gì hết á Này là ốc chân phục Máy này mới đẹp lắm. ưng ý nha. Lên chạy cái xe nghe vừa bụng lắm anh chị, rất là lanh, nhẹ. Ê máy mượt mà. Bởi vì chất lượng nó còn tốt á. 2019 nha, 2019 một đời chủ mua mới 60.000 cây. Màu trắng ngọc trai. Xe từ đầu tới đuôi là chưa có thấy dấu hiệu mở gỡ gì hết và không lỗi làm nha. Này thì bên Tam sẽ bán cho anh chị với cái mức giá là 465 triệu, bao rút hồ sơ anh chị về sang tên xe này thì khoảng 7-8 triệu gì nữa là xong ha mọi công năng chức dụng của xe này là tuyệt vời không có điểm yếu nào luôn nha anh chị không có điểm yếu nào luôn khỏi chơi miễn bàn xe đẹp ưng ý và tâm để cho anh chị với cái mức giá là 465 triệu thì bên tâm sẽ chịu trách nhiệm về vấn đề hồ sơ về anh chị sang tên khoảng vài triệu nữa khoảng 6-7 triệu nữa là ra tên chính chủ mình luôn đó mọi cái mọi công năng chức dụng của nó là đang ở một cái trạng thái rất là tốt nha anh chị à, tâm thấy là có cam 360 gắn quanh xe luôn nhưng mà không biết có hoạt động được hay không thì cái này để kiểm tra lại cam thấy mới gắn mắt cam rồi giáp dòng hết anh chị mắt một trước nè hai mắt hai bên nè đó xe đẹp ha màu trắng ngọc trai ha à, một đời chủ từ đầu nha 60.000 cây không lỗi lầm Mazda 3 2019 động cơ là 1.5 máy xăng 5 chỗ ngồi đó, tâm để cho anh chị là 465 triệu bao rút hồ sơ nha xe này sản xuất 2019 đó đúng xe 2019 nha anh chị chứ không phải là 2018 nha xe 2019 60.000 cây không lỗi màu trắng xe đẹp à, 465 triệu nha anh chị lưu ý liên hệ bên tâm theo số điện thoại là 0917 215 512 xem xe ở địa chỉ là gần quỹ ban xã Bình Mỹ huyện Bắc Tân Nguyên tỉnh Bình Dương còn đi bằng Google là đại lý ô tô Di Tâm nha đến xem nhiều sự lựa chọn tại công ty chứ không phải là có xe này thì đây là một con xe tâm cũng cảm thấy nó rất là hài lòng nếu mà chấm điểm xe này thì tâm chấm điểm nó được khoảng 8 điểm rưỡi đến 9 điểm nha anh chị xe đều xe và đẹp xe mọi công năng chức dụng là riêng hết và không có lỗi lầm gì hết nha rồi nếu anh chị có nhu cầu mua thì liên hệ ủng hộ tâm ha tâm cảm ơn anh chị rất là nhiều luôn luôn yêu thương tin tưởng và ủng hộ ô tô di tâm nha bye bye anh chị xin hẹn gặp lại ha